Đài Sài Gòn Network TV 51.3 hân hạnh giới thiệu chương trình Sức khỏe tâm thần để giới thiệu đến các bệnh rối loạn hậu chấn thương tâm lý, bệnh lưỡng cực, bệnh mất ngủ, ý định tự tử, bệnh lãng trí, bệnh tâm thần phân liệt, cùng nhiều bệnh khác. Cùng với bác sĩ Hải Lê, Elizabeth Thi Nguyễn, Trần Văn Thọ, Teresa Bùi, Nam Nguyễn. Kính chào quý khán giả, trở lại với đài SGN với chương trình Sức khỏe tâm thần. Với tôi là Tom Hoàng với bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Trần Văn Thọ. Chương trình Sức khỏe tâm thần đến với khán giả mỗi một tuần một lần, hy vọng để góp ý kiến với những bệnh tâm thần mà nhiều khi người Việt Nam mình không để ý đến. Cũng như mỗi tuần khác, mỗi tuần này chúng tôi có một đề tài khác. Ngày hôm nay là Autism, mời bác sĩ Teresa với bác sĩ Thọ gửi lời chào khán giả của đài SGN. Xin chào anh Tom Hoàng, xin chào bác sĩ Teresa Bui, xin chào khán giả của SGN. Chương trình ngày hôm nay là Autism, tôi là bác sĩ Trần Văn Thọ. Teresa xin kính chào quý vị khán giả của đài, chào anh Tom cũng như chào bác sĩ Thọ. Dạ vâng, đề tài ngày hôm nay là Autism, tiếng Việt Nam gọi là gì, bác sĩ Teresa? Dạ vâng, autism tiếng Việt là bệnh tự kỷ. Nhưng mà ngày hôm nay mình nói tới không những là autism không, mà nó gọi là autism spectrum disorder, có nghĩa là một nhóm bệnh về sự phát triển của các bé. Và những thay đổi trong cái sự phát triển này có thể ảnh hưởng đến cái ngôn ngữ, cái cách giao tiếp trong xã hội và cũng như các hành vi của các bé. Và các bệnh spectrum thì như Teresa nói là một nhóm bệnh, thì nó gồm cái bệnh mà mình hay nghe tới là autism, là tự kỷ, cái bệnh Asperger và PDD là Pervasive Developmental Disorder. Teresa dịch nôm na là những bệnh về, nói chung chung là những bệnh về cái sự phát triển. Yeah. Gọi là Autism Spectrum Disorder, bác sĩ Thọ, thường thường là bao nhiêu người bị và có thay đổi hồi đó tới giờ là về những cái research như thế nào? Mời bác sĩ Thọ. Dạ vâng, hồi xưa từ 1998 là hồi nữa là lúc không có bình thường, thường thường là 1000 đứa bé nhỏ là một đứa thôi. Yeah. Nhưng mà từ đó từ 2000 là 7 là 8 trở lên á, là hắn tăng thêm là 100 đứa bé nhỏ là bị một đứa. Yeah. Rồi là 1%. Tại sao cái số hắn phải lên? Tại vì không phải là hắn nhiều hơn, nhưng mà tại vì là nhiều người biết hiểu hơn, tìm hiểu bệnh hơn, more aware of it, cho đi theo thêm bác sĩ là more diagnosed, không phải là more prevalence. Yeah. Thì trước năm 1988 thì ít người biết về bệnh autism. Yeah, đúng rồi. Thường thường hồi đó thì những bác sĩ tâm thần nghĩ đó là bệnh gì? Hồi xưa cũng chưa biết, tại vì nhiều khi cái bệnh này bệnh mới, tại vì phát triển là trong lịch sử xúc 2000 trở lên á, và là mấy người Mỹ mà celebrity á, con họ bị autism á, đây bỏ tiền vô research, thế là promote mental health awareness in this specific disorder of autism, tại vì nên kim there's more diagnosis is more common now. Bác sĩ Teresa, những cái symptom là gì? Tại sao người ta biết? Nếu mà có những người ta nói là con tôi từ nhỏ nó cứ bị vậy thôi, nó chậm hay là nó hay bực mình. Những cái symptom, mời bác sĩ Teresa. Dạ vâng, cái symptom của Autism Spectrum Disorder nói chung chung là có gồm 3 cái. Thứ nhất như Teresa nói là trở ngại về cái ngôn ngữ. Các bé có thể là không nói hoặc là nói những từ rất là thô sơ, những cái tiếng rất là vập vẹ vài tiếng thôi, hoặc là chỉ lặp đi lặp lại những cái câu mà người khác nói. Không những như vậy, cái đó là về phần ngôn ngữ mà về cái phần nói, còn cái phần về non-verbal là những cái mà cử chỉ hành động này kia, các bé nhiều khi cũng thiếu cái sự hiểu biết về cái đó. Thí dụ như bây giờ Teresa nhìn qua bác sĩ Thọ, thấy bác sĩ Thọ cười thì Teresa nghĩ là bác sĩ Thọ đang vui. Còn những bé mà bị autism spectrum đó thì có thể là nhìn một người buồn hay vui trên mặt nhưng mà không biết là người đó đang buồn hay vui.
Cái đó là về phần ngôn ngữ. Thứ hai là về phần giao tiếp với người khác. Như là những bé thì thường thường rất là thích cái sự gần gũi, sự âu yếm của cha mẹ. Nhưng mà các bé này thì có thể là không muốn. Những chuyên gia người ta cho rằng không phải là các bé không có thích gần gũi với cha mẹ, nhưng mà có thể là các bé không biết biểu đạt cái sự thương yêu, cái sự mong muốn đó. Cho nên bây giờ mẹ tới ôm mà các bé cứ dửng dưng như là không biết. Và khi mà lớn lên đi nữa thì cũng không có biết cái cách mà giao tiếp với bạn bè, giao tiếp với tất cả mọi người trong xã hội. Rồi thêm cái phần hành động lặp đi lặp lại, là khi mà các bé có những cái hành động mà thí dụ như mà cứ quay vòng tròn hoặc là chơi những cái đồ chơi, cứ phải xếp những cái đồ chơi đó theo một cái cách mà bé muốn. Thí dụ như là máy bay, không có đè làm cho nó bay, không có giả bộ như là nó bay, mà cứ xếp theo hàng dọc, thí dụ vậy. Rồi cái sự chú ý đó nó có thể thể hiện qua những cái cách khác nữa. Thí dụ như là những bé mà bị Asperger thì họ có một cái sở thích rất là đặc biệt về một cái gì đó. Thí dụ như là có bé thì thích về hội họa, có bé thì thích về computer, vân vân. Thì ba cái đó là ba cái điểm chính của cái nhóm bệnh này. Cộng thêm đó, tuy là cái sự nhạy cảm của các bé nó hơi khác với những bé mà thường, tuy là nó không có là một trong những cái tiêu chuẩn chính để mà chuẩn đoán, nhưng mà người ta cũng nhận thấy rằng những bé mà có những cái loại bệnh này thì có thể là nhạy cảm quá nhiều hoặc là quá ít với những thứ như là âm thanh, ánh sáng, mùi vị, vân vân. Thì có những bé, thí dụ như mà Teresa có một người bệnh nhân lúc mà Teresa làm ở trong bệnh viện. Đứa bé này thì khoảng 90 tuổi. Thì khi mà gặp thì tất cả mọi người rất là ngạc nhiên, tại vì đứa bé này suốt ngày cứ quấn mình trong cái chăn. Nhưng mà không phải là lấy cái chăn mà chùm mình vô đơn giản giống như là lúc mà mình lạnh đâu, nhưng mà quấn mình chặt vô giống như là những người mà ướt xác Ai Cập hồi xưa vậy đó. Mà nếu mà bỏ cái chăn đó ra, unwrap him đó, thì him sẽ đập đầu vô, dưới đất hoặc là vô tường. Nhưng mà có cái chăn cuốn vào thì đứa bé đó lại yên lặng, cảm thấy calmer hơn. Và những đứa bé đó dĩ nhiên là không có nói được nhiều, nhưng mà những chữ mà đứa bé đó nói được với Teresa đó thì thể hiện cho là khi mà thấy có cái gì mà ôm sát vào người như vậy đó thì đã cảm thấy được đỡ lo lắng hơn, thấy được cảm giác được an toàn hơn. Tom có đọc một cái chuyện về một người rất là nổi tiếng ở nước Mỹ này. Là hồi đó là lúc bà còn nhỏ bà bị autism, nhưng mà bác sĩ không biết. Rồi những người bác sĩ diagnose là tại vì người mẹ của bà hất hủi bà, ba má không gần gũi, nên mỗi lần bà gặp ba má ôm bà cứ hét rồi bà chạy. Sau đó người ta find out là bà bị autism. Và bà về sau này thì mình sẽ nói thêm là bà sẽ học lên như thế nào. Nhưng mà nãy Tom nghe bác sĩ Teresa nói về Asperger, PDD và autism, mời bác sĩ Teresa nói thêm về nó khác biệt như thế nào và tại sao họ gom góp lại hết là autism spectrum disorder. Dạ vâng. Cái autism thì như Teresa nói, ngôn ngữ, cái giao tiếp với lại người khác, với lại cái hành động lặp đi lặp lại, thường thường các bé nó sẽ có nguyên cả ba cái đó. Tuy nhiên phải nhấn mạnh là cái bệnh này nó ảnh hưởng đến mọi người một cách rất là cá nhân. Có những người rất là nhẹ và chỉ có những cái hành động hơi kỳ kỳ mà thôi, nhưng mà vẫn có thể có một cuộc sống bình thường. Còn có những cái người khác, họ giống như là họ bị khóa chặt trong cái thế giới riêng của họ và họ không thể nào mà câu thông với những cái người khác. Thì cái autism nó có ba cái triệu chứng đó. Nhưng mà những cái người bệnh nhân mà bị Asperger thì họ không có cái trở ngại về cái ngôn ngữ. Họ vẫn thiếu cái cách giao tiếp với người khác và họ vẫn có thể có những cái hành vi lặp đi lặp lại và những cái sở thích rất là đặc biệt. Nhưng mà họ lại không có những cái trở ngại về ngôn ngữ. Cho nên nhiều khi gặp những người này, họ giống như là một người cụ non vậy, đại khái vậy đó. Chuyện gì họ cũng có thể nói được và nói tới không ngừng nghỉ. Nói không biết là người ta có muốn nghe mình hay không. Cái đó là Asperger. Dạ vâng, thì cái đó là cái phần trở ngại về cái giao tế. Bây giờ Teresa nói chuyện với Lucy Tom mà Teresa cảm thấy như Lucy Tom đang bắt đầu buồn ngủ rồi, thì Teresa nói thấy là Lucy Tom không muốn nghe nữa. Nhưng mà nếu mà Teresa bị Asperger, có thể là Lucy Tom ngồi đó đang ngáy mà Teresa vẫn cứ tiếp tục nói.
Thì vào cái bệnh PDD, Pervasive Developmental Disorder, thì nó gần gần như là cái Asperger với cái autism, nhưng mà nó lại không đúng hẳn hoàn toàn với lại các tiêu chuẩn đó. Thì khi mà nó không hoàn toàn đúng hẳn thì những bác sĩ thì sẽ đưa vào cái category là PDD. Khi lớn lên thì sao? Từ những bé mà bị bệnh autism spectrum disorder này, lớn lên có sống thường được không? Dạ, thì như Teresa nói là cái bệnh này nó ảnh hưởng tới mọi người một cách rất là khác nhau. Khi mà các bé còn nhỏ, thí dụ 2-3 tuổi, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái phần ngôn ngữ, cái không có biết tự lo cho mình, không biết thí dụ như tự đánh răng, tự mặc quần áo, thí dụ vân vân. Rồi khi mà lớn lên đến tuổi đi học thì có thể là bị khó khăn trong cái việc mà giao tiếp với bạn bè và giữ được cái tình bạn, tại vì như Teresa nói hồi nãy, không có biết, không có hiểu được những cái tín hiệu mà người ta đang cho mình từ cái cử chỉ hoặc là từ cái lời nói. Rồi khi mà lớn lên một chút, thí dụ mười mấy 20 tuổi, thì có thể trở ngại về trong cuộc sống, thí dụ như vậy, khi mà mình đi ra ngoài đời, mình đi làm mà mình không biết cách giao tiếp với người ta, hoặc là mình không biết phải ứng xử như thế nào, thì cái đó cũng là một cái trở ngại cho những người mà bị bệnh này. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần với bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Trần Văn Thọ. Đề tài ngày hôm nay chúng tôi nói đến về Autism Spectrum Disorder, tiếng Việt Nam gọi là tự kỷ, phải không ạ? Thì nãy giờ mình có nói là những bé lớn lên như thế nào có thể rất là normal hay là có thể rất là khó khó sống chung quanh những người khác. Tại sao, mời bác sĩ Thọ, tại sao những bé bị cái bệnh này? Nếu mà nói về tại sao, lý do sao mà cái bệnh phát ra bệnh này, thì hiện tại vị trí equal cũng chưa biết hiểu được rõ lý do sao. Mà mình biết là một cái lý do là di truyền, một cái là hy vọng đi là chromosome số 5 đang cái genetic di truyền, là nếu mà bị abnormal cái tâm cái ni á, là hắn sẽ phát là bệnh autism. Thêm một cái nữa là giống như là lúc khi mà mẹ mà có con tăng bầu thì là có infection, thì là làm scan ma tí, thì là làm environmental exposure, là also ảnh hưởng chứ increased risk cho cái bệnh autism này. Thì là có những cái khi mà người đàn bà đang có thai thì hút crack hay cocaine, hút xì ke có thể làm cái risk. Dạ vâng.